rau của mình thì từ lúc mà mình gieo hạt tới lúc mình thu hoạch đó thì là nó 6 ngày. Trung bình một tháng hiện tại tôi đang làm là từ 2 tấn tới 3 tấn. Đầu ra của mình thì mình làm cho các cái doanh nghiệp về rau sạch đó, họ mới lấy về họ đi bỏ cho các siêu thị rồi nhà hàng. Doanh thu thì ở đây là một tháng nó dao động. Có tháng mình làm ít mình làm nhiều thì nó dao động từ 80 cho tới 115 triệu. Cái rau mầm này nó cũng tương đối là hơi là khó. Thì một số người cứ nói là tôi trồng mấy khay ở nhà và tôi trồng liên tục cũng không hư. Nhưng mà thực tế ra khi mà để mà trồng ở diện tích lớn á là nó rất là dễ hư. Ở đây thì một ngày thì tôi làm là khoảng tầm 6 đến 7 xe như thế này. Có lúc mà tôi phải đổ hết luôn cả 6 xe. Cái quy trình để mình làm rau mầm á thì trước tiên là mình làm giá thể, phối trộn các cái vi sinh vô rồi mình mới vô khay. Mình vô khay rồi mình tiến hành mình gieo. Sau khi mình gieo thì mình tưới nước rồi mình đậy hạt lại. Sau đó 2 ngày mình dỡ khay ra để mình cho hạt ra ngoài sáng để hạt phát triển lên. Thì sau khi mình đưa hạt ra thì mình tưới nước sơ qua để cho nó có đủ ẩm để nó lên. Ở đây thì một ngày kiểm tra cái bệnh ở trên khay. Ví dụ như mình coi là lá nó có bị hư hay không, rồi rau nó có bị bệnh không, úng không. Nếu như mà bị bệnh á là mình phải cách ly khay đó liền, là mình phải mang bỏ khay đó liền, mình không được để ở trên trại. Thì cái bệnh này rất là dễ lây và lây rất nhanh và nó rất là khó phòng tránh.